Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bên em có về được mấy phần hỏa hoàng cam đó, và em chia ra thành cái phần đẹp và đều như nhau rồi đó. Mọi người có nhu cầu mua hỏa hoàng cam thì nhắn tin tới số điện thoại em để trên tiêu đề nhé. Hàng hôm nay khá là xanh tươi và đẹp. Thằng hỏa hoàng cam thì cái lá nó rất là cứng nha mọi người. Đây, đó, nó dày và cứng. Hoa thì có một màu cam rất là rực rỡ và đẹp. Hỏa hoàng cam thì thuộc dạng rễ gió nên mọi người trồng có thể là ghép vào gỗ lũa hoặc là trồng vào chậu than với vỏ thông nhé mọi người. Thằng này thì mọi người về trồng trồng thì nói chung nó cũng khá là ưa sáng, mọi người trồng có thể ở dưới cái lưới tre độ sáng tầm cỡ 70% 70-80%. Đó, thì một phần thì nó có tầm cỡ 12-13 mầm nhé mọi người. Và có mầm lớn, có mầm nhỏ. Đó, em chia ra đều nhau rồi nên phần nào cũng đều và đẹp như nhau hết, mọi người cứ yên tâm nhé. Đó, em đi sơ qua số phần cho mọi người xem. Cứ phần vậy là có giá là 200 ngàn nhé mọi người. 200 ngàn cho phần hỏa hoàng cam mọi người về làm giống luôn. Đây, mọi người xem. To mầm nhỏ. Cái thằng hỏa hoàng cam này thì cái lá nó tương đối cứng nên có thể cái lúc đông gối thì một số cái lá nó sẽ bị cong rồi đó. Nhưng mà về trồng không sao nhé mọi người, vẫn bình thường đó. Mọi người xem hỏa hoàng cam thì lâu lâu mới có thôi. Mọi người mua thì nhanh chóng nhắn tin tới số điện thoại em để trên tiêu đề nhé. Hôm nay thì cũng chỉ có 6 phần thôi đó. Hôm nay là có thêm một cái loại lan rễ gió mới để mọi người về làm giống trong vườn. Hoa hỏa hoàng cam thì cực kỳ đẹp luôn nhé mọi người. Nếu các bác anh chị nào chưa biết mặt hoa thì có thể lên Google để search xem thử nha. Và mùa hoa của nó là tầm tháng 2, tháng 3 nhé mọi người. Đó. Rồi, hôm nay có 6 phần thôi. Mọi người mua thì chỉ cần nhắn tin họ tên nè, địa chỉ rõ ràng tí nè, kèm theo số phần hỏa hoàng cam muốn mua tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được nha. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip bán lan tiếp theo nhé.